Mật ong là loại thuốc bổ truyền thống mà từ rất lâu đời đã được con người sớm biết sử dụng làm thuốc bồi bổ cơ thể và chữa trị các chứng liên quan đến đau dạ dày. Và hơn thế, còn nhiều tác dụng tuyệt vời khác dành cho sức khỏe như chữa ho, điều hòa đường huyết, cải thiện tiêu hóa, giúp ngủ ngon, tăng cường hệ miễn dịch. Chúng tôi tự hào đã tạo ra các sản phẩm chiết xuất từ mật ong đến từ thiên nhiên. Những giọt mật ong quý giá được mang về từ Sơn La, Điện Biên. Cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và quy trình nuôi ong sạch đã tạo nên nguồn mật ong chất lượng cao, tinh khiết, mùi vị khác biệt và thơm ngon. Quan trọng nhất, nguồn mật ong phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc tăng sinh và không thuốc bảo vệ thực vật, an toàn tuyệt đối đến tay người tiêu dùng. Từ đó, chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Mỹ Nhân Hoàng Cung, là sự kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu đến từ thiên nhiên như sữa ong chúa hoa rừng, độc quyền và curcumin tự nhiên với tỷ lệ được cân đối phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày dành cho mọi đối tượng. Sữa ong chúa hoa rừng là một trong những siêu thực phẩm quý hiếm có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và làm đẹp. Chất dinh dưỡng đặc biệt quý giá này được tạo thành bởi mật ong, phấn ong và các enzyme từ hàm của những con ong thợ. Trong thành phần của sữa ong chúa có hơn 22 loại axit amin, nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe con người. Được khai thác từ nguồn hoa rừng độc quyền tại vùng núi phía Bắc vào mùa lạnh, giữ trọn vẹn tinh túy và những đặc tính vượt trội gấp 10 lần sữa ong chúa thông thường. Curcumin hay còn được gọi là tinh bột nghệ được sản xuất bằng công nghệ nano từ củ nghệ tươi, giúp tạo ra các phân tử nano curcumin có kích thước siêu nhỏ, giúp khả năng hấp thụ đạt được tới mức cực đại. Mật ong hoa rừng thượng đỉnh được xem là vị thuốc quý cần có trong tủ thuốc nhỏ của mỗi gia đình. Rất giàu vitamin, khoáng chất, có hàm lượng dinh dưỡng cao, cực kỳ tốt cho người cần bồi bổ sức khỏe, người bị suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy. Ngoài ra, còn giúp cân bằng lượng axit trong dịch vị dạ dày, giúp làm lành vết thương, có tác dụng gấp 10 lần mật ong thông thường. Những thành phần vô cùng tuyệt vời đến từ thiên nhiên đó đã hội tụ trong Mỹ Nhân Hoàng Cung để có được một sản phẩm được coi là bí kíp cải lão hoàn đồng dành cho sức khỏe và sắc đẹp, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể gấp 5 lần, chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh, virus và các tác nhân gây hại. Cải lão hoàn đồng tuyệt đỉnh giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa, hỗ trợ điều trị nám tàn nhang, hỗ trợ điều trị mụn, thâm, sẹo, da xỉn màu, sần sùi, sản sinh tái tạo tế bào da mới, giúp làn da luôn tươi mới, căng tràn sức sống, dưỡng ẩm từ bên trong, giúp da mịn màng và trắng hồng rạng rỡ. Với các chiết xuất 100% nguyên liệu quý từ thiên nhiên, là các thành phần rất có giá trị cho con người bị đường ruột mãn tính, bị táo bón nhiều ngày, người kém ăn mất ngủ, hỗ trợ điều trị cho người bị viêm lết dạ dày tái tràng làm liền vết thương, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, phòng chống bệnh Parkinson, nhức đầu ở người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc khối u do các gốc oxy hóa gây ra. Mỹ Nhân Hoàng Cung sử dụng vào sáng sớm vừa có tác dụng làm sạch dạ dày, vừa giúp loại bỏ chất thải tồn đọng trong cơ thể. Nếu duy trì thói quen này, cơ thể bạn sẽ luôn được thanh lọc, tinh thần bạn thoải mái và thư thái hơn. Sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ, giúp an thần, ngủ ngon, giúp não bộ tỉnh táo và nhạy bén hơn sau khi thức dậy. Đối với phụ nữ sau sinh, các chuyên gia khuyên dùng từ tuần thứ 2 trở đi nếu sinh thường và từ tuần thứ 3 trở đi đối với sinh mổ. Nên duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất. Đối với người lớn, dùng 180-200ml nước ấm pha với 2-3 thìa cà phê Mỹ Nhân Hoàng Cung. Còn đối với trẻ em, liều dùng bằng 1/2 liều dùng của người lớn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Tam Đào với hệ thống nhà xưởng đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Sản phẩm mật ong được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. GSP Corporation, tập đoàn phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu Việt Nam, do CEO, diễn viên, người mẫu Ngọc Trinh điều hành, tự hào là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Mỹ Nhân Hoàng Cung trên thị trường. Kể từ khi được ra mắt, Mỹ Nhân Hoàng Cung luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ Việt, đặc biệt đối với các ngôi sao, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Mỹ Nhân Hoàng Cung dường như trở thành bí kíp để duy trì sắc đẹp, giúp phụ nữ tự tin tỏa sáng và sống trọn với thanh xuân vĩnh cửu. Sản phẩm được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cấp phép lưu hành, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
nhân hoàng cung, thanh xuân vĩnh cửu. Mỹ nhân hoàng cung, sự lựa chọn đẳng cấp cho sức khỏe và sắc đẹp cả gia đình, chính thức ra mắt phiên bản mới 2020.